con muốn thử cái đủ. Quạt. Quá thành công. Bọn tôi giỏi quá. Nhét nhét nhét. Ôi trời ơi, Seven đã 2 tuổi rồi. Đây là tiêu đề của Khôi. Và các bạn hãy truy cập ngay vào link bên dưới để mua các sản phẩm đồng giá từ 99.000 đồng, tai nghe 169.000 đồng, cáp sạc chỉ từ 169.000 đồng, khác gì cái giá trên đâu. Nhanh lên truy cập vào link bên dưới để mua các sản phẩm giá tốt nhất nhân dịp sinh nhật Seven nhá. Rồi. Ủa sao tôi không nói gì ta? Đây, tôi chỉ cho các bạn nhìn đây. Các bạn hãy nhìn cái chiếc gimbal tôi đang có trên tay, nhìn đây này. Và nếu mà tôi nó muốn nó ngang, tôi chỉ cần như thế này. Và tôi muốn nó dọc. Xin lỗi tôi bị... Đây này, chỉ nhận tay Khôi thôi. Đấy, thế nào? Thằng Khôi nó bị khất tuyệt nhá, các bạn thông cảm gì? Quạc. Chết nhầm thật các bạn thấy không, chỉ một lần thôi, lại lần nữa cho các bạn xem này. Anh Khôi được bài từ đã rồi, sẵn sàng nhá, đưa tay lên nào, 4. Bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh, khi em được thấy mình là bướm xinh bay xuống, khi em được thấy xuống là con bướm đầu tiên đủ. Quá thành công. Bọn tôi giỏi quá. Nhét 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 nhét. Rồi ok, quay lại nội dung chính video ngày hôm nay. Tôi thở cái á. Thứ nhất là nội dung video này tôi chỉ muốn cho các bạn biết là tôi là một người giỏi chu che cái tóc như thế nào. Chẳng qua tôi không thích thôi. Và bây giờ quay lại chiếc gimbal tôi đang có ở đây. Mẹ thấy chiếc gimbal này có những điểm mạnh như có đèn flash, chúng ta sẽ đẹp trai hơn rất là nhiều. Ui, quên chưa tắt quay. À, các bạn có thể bật tắt cái đèn flash này, tăng có mức độ, thấy không ạ? Đó, rất xịn. Và thứ hai là tại sao nãy giờ nó cứ quay, là tại vì là tôi đang để chế độ nhận diện thao tác cử chỉ tay. Nó sẽ có hỗ trợ cảm biến ở bên này. Các bạn sẽ nhìn thấy có cái đèn màu đỏ không? Nó sẽ nhận diện ra cái lệnh của chúng ta. Và các bạn sẽ bật cái này lên. Ví dụ như ngay lúc này nhá, nó không có gì cả, được chưa? Khi mà mình bật cái ngón tay này, ví dụ mình giơ biểu tượng tròn như thế này. Đây, thì mình để xuống. Khi mình đứng từ xa, mình chỉ cần giơ bàn tay lên là coi như tự động nó sẽ đếm lùi và chụp ảnh cho chúng ta. Quá ngon. Và cái gimbal này hoàn toàn có thể thao tác mọi thứ từ xa. Các bạn thấy là nó có cái chức năng như là face tracking này, như vừa rồi. Hoặc là object tracking, tức nghĩa nó sẽ có thể chọn một cái vật thể nào đấy. Ví dụ mình chọn vào cái kính hay là bất kỳ một cái gì. Thì hiện tại mình quay thì mình sẽ để gương mặt. Đây, ui, mình đang để cam trước là quay ở 720p 30fps. Ta có thể lựa chọn ở 4K 30 được luôn. Đó, các bạn thì nhìn thấy đi. Có cả chế độ chuyên nghiệp luôn, chỉnh ISO cân bằng trắng rất tuyệt vời. Và đây là tên của ứng dụng nó, Hohen Pro, nó sẽ kết nối Bluetooth với sản phẩm này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt nó đi và tháo ra cho mọi người nha. Đây, thì cái gimbal này sẽ có một cái chân đế bên dưới. Nói chung là đại khái nó giống như mọi gimbal khác thôi. Cái này mình mua trên mạng ở nước ngoài ship về nha các bạn. Mình thấy hay quá. Đây, nó sẽ có chức năng quay chụp bấm lên này, kết nối Bluetooth, phải có Bluetooth để kết nối với app để điều khiển như vừa rồi nhá. Đây là phím nguồn này. Rồi các bạn có joystick để điều khiển như chơi game mà. Đây là zoom và đây là sạc xi. Thì nó sẽ báo pin ở đây. Mình mới dùng, mới unbox ra thôi, nên mà cũng chưa để ý về pin lắm. Nhưng mà về cái phần kẹp nha, đây nó có một cái khóa xoay. Các bạn xoay cái này để khóa lại cho chắc hoặc là mở ra. Thì khi các bạn dùng xong ấy, các bạn chỉ việc gập lại. Đó, mình để cái này vào trong. Rồi, đấy là xong. Như vậy là cái gimbal của mình nó cũng xài khá là gọn. Rồi, rồi đây là cái hộp cầm ngược iSteady V2 AI Smartphone Gimbal. Đó, rất hay luôn. Đây là cái hộp của nó này, hướng dẫn sử dụng, mình phải xem hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng, nhưng dễ lắm, mở ra xem qua cái là được luôn. Thôi đừng, nghĩ ăn thật à? Chán vần chưa. Như vậy quay video này mình đã review cho các bạn một chiếc gimbal rất tuyệt vời. Mình thích cái tính năng là line nó sẽ xoay ngang, ngoài rơi như này thì nó sẽ xoay dọc ấy, điều khiển rất là thông minh. Và các bạn cảm thấy sao về sản phẩm này, hãy comment bên dưới. Đừng quên follow TikTok của mình để xem những cái màn đu trên rồi. Quạc quạc. Quay xem. Same pace of life, same pace of life, same pace of life, same pace.